Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Hoàn tất vụ đề dòng siêu trung vệ cập bến MU. Xác nhận MU chất xong tương lai Ronaldo. MU và Chelsea gây sốc trên thị trường chuyển nhượng và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Hoàn tất vụ đề dòng siêu trung vệ cập bến MU. Theo tờ báo của Tây Ban Nha, Bắc Gia đã đồng ý bán đề rong cho MU với mức phí là 68 triệu bảng. Theo ấn phẩm Sport của Tây Ban Nha, vụ chuyển nhượng trị giá 68 triệu bảng có thể được công bố sớm nhất là vào thứ năm tuần tới. Được biết, đội chủ sân Old đã bỏ qua việc theo đuổi các mục tiêu chuyển nhượng khác để đảm bảo đề rong được ký hợp đồng vào mùa hè này. Như vậy, sau khi hoàn tất chữ ký của đề Jong, MU có thể yên tâm theo đuổi các mục tiêu khác để hoàn thiện đội hình. Ngoài ra, theo nhà báo Fabrizio Romano, MU đã tổ chức các cuộc đàm phán với những người trung gian về việc chiêu mộ trung vệ Patorres của Villarreal. Phía đại diện Tây Ban Nha buộc phải bán đi bớt cầu thủ do không đủ điều kiện tham dự cúp C1 mùa tới. Romano tiết lộ trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, Patorres có mức giá khoảng 60 triệu euro, nhưng Villarreal sẵn sàng nhả người nếu như MU chịu chi 45 đến 50 triệu euro. Vì vậy, Quỷ đỏ đang có điều kiện thuận lợi trên cả bàn đàm phán và kinh tế để nhanh chóng hoàn tất thương vụ này xác nhận Man U chốt xong tương lai Ronaldo. Mới đây, Fabrizio Romano cũng đã lên tiếng khẳng định rằng cả ban lãnh đạo quỷ đỏ lẫn huấn luyện viên Eric Ten Hag đều muốn giữ chân rút người Bồ Đào Nha ở lại. Thông qua trang Twitter cá nhân, ký giả người ý xác nhận thời hạn chuyển nhượng vẫn còn dài, mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng MU luôn rõ ràng với Cristiano Ronaldo, anh ấy được xem là không phải để bán, không có cuộc đàm phán nào hiện đang diễn ra để bán đi anh ấy. Manu và Eric Ten Hag đều muốn Cristiano ở lại và kỳ vọng anh ấy sẽ là một phần của đội. Thực tế, Ronaldo sẽ không thể rời Old Trafford nếu Man U quyết tâm giữ chân anh đến cùng, vì hai bên vẫn còn thời hạn hợp đồng. Hiện tại, ngôi sao người Bồ Đào Nha là tiền đạo trung tâm đúng nghĩa duy nhất mà Ten Hag đang có trong tay. Vì vậy, sẽ là một tổn thất vô cùng lớn cho Quỷ đỏ khi CR7 rời đi. MU vỡ mộng ký Enconco Hồi đầu kỳ chuyển nhượng năm nay, tiền đạo Chitopper Nkunku được cho là một trong những mục tiêu quan trọng mà Eric Ten Hag cần chiêu mộ. Tuy nhiên, mới đây chân rút người Pháp đã đồng ý gia hạn với AB Zeplik tới năm 2026. Bất cứ đội bóng nào muốn phá hợp đồng sẽ phải chia ra 60 triệu euro. MU và Chelsea gây sốc trên thị trường chuyển nhượng Tính đến thời điểm hiện tại, MU và Chelsea vẫn chưa có một tân binh nào ở hè năm 2022. Nhưng theo tờ Mirror, Cả hai đội sẽ mua giảm liên cuồng vào tháng 7 và tháng 8, mỗi đội sẽ có từ 5 đến 6 cầu thủ ở hè năm nay và số tiền mà họ chi ra ở mức trên dưới 200 triệu bảng. De Jong mang lại cho MU điều Pogba không thể. ManU chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mới dưới thời Erik ten Hag và Pogba đã ra đi mở đường cho câu lạc bộ xây dựng một hàng tiền vệ kiểu mới. Đây là khu vực ManU cần cải thiện nhất và tân huấn luyện viên Ten Hag đã xác định trái tim nơi hàng tiền vệ đội bóng là Frenkie De Jong. Tiền vệ của Barcelona đã nằm trong tầm ngắm của Quỷ Đỏ trong hơn một tháng và thương vụ này gần như đã hoàn tất chỉ chờ ngày công bố và phải thừa nhận rằng De Jong thậm chí sẽ không được coi là mục tiêu thực tế của Man U trong mùa hè này nếu Ten Hag không được bổ nhiệm làm huấn luyện viên mới của câu lạc bộ. Mối quan hệ giữa họ là chất xúc tác quan trọng để thương vụ này diễn ra. De Jong chấp nhận rời bỏ Barcelona để đến với một câu lạc bộ không thể tranh tài ở C1 mùa tới, điều đó cho thấy anh tự tin vào việc được đoàn tụ với Ten Hag và thực hiện các kế hoạch của mình ở tuổi 2 năm. Đề vẫn chưa đạt đến đỉnh cao phong độ, anh ấy còn một số bước tiến nữa trước khi đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Dưới thể Ten Hag ở Ajax, Đề là nhạc trưởng, anh thường chỉ huy các trận đấu từ vị trí mỏ neo ở hàng tiền vệ và áp đặt bản thân trong tất cả các trận đấu mà anh từng chơi. Anh có khả năng cầm nhịp, điều tiết thế trận và biết chính xác những gì Ten Hag sẽ tìm kiếm từ mình. Mối quan hệ đối tác đó và sự hiểu biết của Đề Giang và những yêu cầu của Ten Hag có thể là những gì Man U cần ở một tiền vệ trung tâm. Quỷ đỏ nghĩ rằng họ có thể có được một hình tượng tuyệt vời ở Park Ba, nhưng để Giang mới là câu trả lời. Park Ba cùng Man U giành được hai danh hiệu, nhưng đó là hai danh hiệu mà có lẽ không xuất hiện trong tâm trí của anh. Có nhiều ý kiến cho rằng anh ấy trở lại Man U không đúng thời điểm khi câu lạc bộ tìm cách để đứng vững trở lại sau sự ra đi của Sir Alex Ferguson vào năm 2013. Nhưng sự thật, Park Ba chưa bao giờ tự áp đặt mình đủ và có những lúc anh không toàn tâm toàn ý cống hiến hết mình ở câu lạc bộ như khi chơi cho tuyển Pháp Man U phải vật lộn để tìm ra vị trí tốt nhất của nhà vô địch quân cấp và khai thác tốt nhất từ anh ấy. Kịch bản thực tế nhất cho Ten Hag ở phiên chợ hè này của MU. Bốn tuần sau khi được công bố không có bản hợp đồng nào mới, điều này rõ ràng là kém lý tưởng. Kết hợp với một số sự ra đi đáng chú ý và đột nhiên, đội hình của Man United trông thậm chí còn yếu hơn so với trước khi Ten Hag xuất hiện. Dù vậy, khi chuyển nhượng của mùa hè còn dài, Cơ hội để Eric Ten Hag thực hiện các bản hợp đồng quan trọng vẫn còn khi mà các thương vụ đang gặp trở ngại. Vậy đâu là kịch bản thực tế nhất dành cho Ten Hag? Việc theo đuổi đề Jong coi như đã xong. MU và Bắc Gia đã đạt thỏa thuận về giá với giá là 68 triệu bằng, chỉ đợi ngày công bố. Với việc Julian Timber không còn là lựa chọn khả thi, Ten Hag có thể tìm đến một học trò cũ khác ở Ajax là Lisandro Martinez. Trung vệ này cũng nằm trong tầm ngắm của Arsenal, nhưng với việc cả hai câu lạc bộ đều không được dự tham dự Champions League, Man United có thể vượt lên trên đối thủ nhờ mối quan hệ tốt giữa Ten Hag và Martinez. Hậu vệ cánh là vị trí mà Man U không có sự ổn định ở một sân dại trước. Lúc sau, Alex Telles và Aaron wan bissaka đều cho thấy màn trình diễn của họ bị thật dấu chấm hỏi. Điều đó có thể buộc Ten Hag phải bổ sung nhân sự ở khu vực này. Mark Aaron đã hai lần xuống hạng cùng Norwich City, nhưng anh lại là tia sáng hiếm hoi ở sân Carowat Man United có thể tự đặt vấn đề trong bối cảnh họ có nhiều khả năng đẩy đi Aaron Bisaka trong mùa hè năm nay. Ngoài ra, Chitian Eriksen hiện tại có vẻ là một sự bổ sung thực tế. Tiền vệ người Đan Mạch không tốn một xu chuyển nhượng. Anthony cũng vậy, cầu thủ này muốn sang ngoại hạng Anh thi đấu và đại diện của Anh đang thuyết phục Ajax chấp nhận lời đề nghị của MU. Như vậy thực tế nhất là Man U chiêu mộ thành công đề dòng Anthony, Martinez và Pau Torres, Eriksen và Mark Aron. Công bằng mà nói, ngay cả phiên chợ hè kết thúc như thế này cũng sẽ là một kỳ chuyển nhượng rất tích cực đối với quỷ đỏ. Ten Hag cần phải chấp nhận thực tế như vậy. Ten Hag sở hữu hai Michael Carrick ở MU mùa tới. Theo ấn phẩm Sport của Tây Ban Nha, sớm nhất là thứ năm tuần tới, Man United sẽ có chữ ký của đề dòng. Trong trường hợp điều đó xảy ra, quỷ đỏ cuối cùng có thể có người thay thế Michael Carrick Kể từ khi tuyển thủ Anh nghỉ hưu vào năm 2017, câu lạc bộ không có lấy một tiền vệ nhạc trường, một vị chỉ huy, người làm nên chuyện thực thụ ở giữa sân. Đó không bao giờ là Paul Pogba, thay vào đó tuyển thủ Pháp giống cầu thủ bốc tơ bốc hơn. Marouane Fellaini cũng vậy trong khi vẫn chưa ai biết Donny van der Beek phù hợp với vị trí nào ở đội hình hiện tại. Và đất dường như thích hợp tiến lên phía trước hơn là lùi sâu, điều này đã trở nên rõ ràng trong thời gian mà Rapp đang nắm quyền trong khi Scott McTominay cũng thuộc mẫu tiền vệ con thoi, không phải cầm trịch lối chơi. Để do do đó được đánh giá cao về mặt chất lượng và là tiền vệ đẳng cấp. Tuyển thủ Hà Lan không bao giờ né tránh bóng, Đề Jong luôn muốn giành lấy bóng, vì vậy có thể trở thành nhạc trưởng mới của Man U. Tại Man United, Ten Hag có một kế hoạch, ông ấy biết chính xác cách để phát huy những gì tốt nhất từ Đề Jong, Người đã chơi thăng hoa dưới thời huấn luyện viên 52 tuổi khi Ajax lọt vào bán kết C1 năm 2019. Đó chính xác là những gì mà Sir Alex Ferguson đã làm với Carrick trong thời gian cùng ở Old Trafford. Carrick cho phép lối đá của Man U trở nên chân chu, anh đóng vai trò quan trọng giúp câu lạc bộ giành được 5 chức vô địch ngoài hạng Anh và một cúp C1. Và sau đó là James Garner, cầu thủ 21 tuổi được xôn xa so sánh với Carrick vào năm 2019. Ngay sau khi ngôi sao trẻ này có trận ra mắt trong chiến thắng trước Clito Palace tại Sehutpat, chúng tôi có niềm tin lớn vào cậu ấy như một Michael Carrick tiếp theo. Với 4 bàn thắng và 8 đường kiến tạo cho Nottingham Forest ở Champions League mùa trước, Jim Garner còn có một tương lai tươi sáng phía trước. Ten Hag sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về Garner trong giai đoạn tiền mùa giải. Và khả năng là cầu thủ trẻ người Anh sẽ có cơ hội thể hiện bản thân, cả Garner và De Jong đều có thể đóng vai trò như Michael Carrick và họ chắc chắn sẽ là một cặp tiền vệ ăn ý nếu được Ten Hag tin tưởng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!